Làm review xe nghèo lắm các bác ạ. Phen này em phải đi buôn thôi. Dùng chiếc xe này lên Mộc Châu buôn mận, mua 10.000, về Hà Nội bán 20.000, tải trọng khoảng hơn tấn, lãi đâu đó 5-7 triệu, tháng làm 5-7 chuyến, đủ tiền ăn thôi. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip, và xin gửi lời chào thân thương tới các bác tài đang lái xe tải. Bởi vì hôm nay bạn đồng hành của chúng tôi đó là một chiếc xe tải Tata Super A. Tại sao hôm nay Việt Nam Road Trip chúng tôi lại dùng một chiếc xe tải gửi tới cho quý vị và các bạn một cái hành trình đi lên miền Tây Bắc, cụ thể là đất Mộc Châu. Lái xe con nhiều quá rồi. Hôm nay thì tôi quyết định thử một chiếc xe tải xem cảm giác của các bác xe tải nó như thế nào. Thực sự là cũng muốn thử sức chiếc xe Tata Super A này. Nó chuyên dành cho đường phố. Nói không ngoa rằng thì nó là vua đường phố về xe tải rồi. Bởi vì kích thước rồi là sự tiện dụng và tất cả mọi cái tính năng tối ưu cho cái việc vận tải đường phố. Và đây là một trong những cái xe tải bán chạy nhất của Tata Ấn Độ. Tại Việt Nam, TMT phân phối rất nhiều những phiên bản khác nhau để các bạn lựa chọn. Chúng tôi quyết định chọn chiếc xe này lên miền Tây Bắc. Thứ nhất là để xem cảm giác lái xe tải nó như thế nào. Thứ hai nữa là muốn thử sức chiếc xe này xem nó vượt đèo leo dốc như thế nào. Và thứ ba nữa là xem nó đi off-road, đi những cái đường xấu ra làm sao. Và cuối cùng, Mộc Châu, mùa tháng 5, tháng 6, mận rất nhiều, đang chín rất là đẹp, rất là ngon luôn. Đi buôn một chuyến, về kiếm một ít tiền các bạn ạ. Đói quá, nghèo lắm rồi. Bởi vì chiếc xe này sinh ra là để cho các bạn đi kiếm tiền, sinh ra là để làm kinh tế. Và cái điểm tôi đang đứng ở đây thì nó cũng là một điểm dừng chân cực kỳ quen thuộc đối với những ai lên miền Tây Bắc ở trên đèo Thung Khe. Và các bác tài đi qua đây thì có thể dừng chân lại, ngồi uống một chút nước, thảnh thơi một chút để cho tỉnh táo, thoải mái, chúng ta lại tiếp tục ngược đèo leo dốc tiếp nhé. Và bây giờ thì mời các bạn theo dõi hành trình của chúng tôi với chiếc Tata Super A lên miền Tây Bắc hái mận. Em đang vượt đèo Thung Khe đây các bác. Bác nào mà lên Tây Bắc thì chắc chắn là rất là quen thuộc với cái đèo này rồi. Đây là cái cửa ngõ đầu tiên để mà có thể lên được Mộc Châu, lên được Sơn La, lên được Điện Biên. Với những con dốc đâu đó khoảng 10% với những góc cua tay áo rất là gắt. Lái chiếc xe tải thì các bác có nhìn thấy em ngồi cũng rất là thoải mái đúng không ạ? Nhẹ nhàng, thư thái, không có gì vất vả lắm đâu ạ. Nhiều người lái xe con quen thì cứ nghĩ là lái xe tải nó sẽ khó, rồi nó sẽ rất là này nọ. Nhưng mà thực tế thì em lái từ sáng đến giờ thì thấy nó cũng rất là thoải mái. Đặc biệt là chiếc xe này thì không khác gì xe con là mấy. Chính xác hơn là không khác gì những chiếc xe bán tải chạy dầu hoặc những chiếc SUV chạy dầu các bác ạ. Đầu tiên là hệ thống lái nhá. Chiếc xe này được trang bị hệ thống lái trợ lực thủy lực thì dĩ nhiên là nó sẽ nặng hơn tay lái điện một chút. Nhưng mà với những bác lái xe tải, với những ai mà muốn lái chân thật thì hệ thống lái này lại rất là thích hợp. Đường đèo dốc, đường đồi núi, trong điều kiện đường phố hay là qua những cái đoạn xấu xấu một tí thì những cái phản hồi mặt đường lên cái tay lái, lên cái vô lăng ấy rất là thật. Nó khiến cho các bác có thể cảm nhận rõ cái tình trạng mặt đường nó như thế nào. Nó khác hoàn toàn với trợ lực lái điện ở những chiếc xe phổ thông mà giá rẻ. Khi mà chúng tôi lái chiếc xe này trong cái điều kiện đường phố của Hà Nội cũng cảm nhận cái hệ thống lái nó rất là nhẹ, nó không bị nặng đâu. Khi mà chạy ở tốc độ khoảng tầm 80-90 ở trên đường cao tốc, hệ thống lái nó cũng đâm chắc, cảm giác khá là tin cậy, ổn định, không mang lại cho mình cái cảm giác tròng trành hay bồng bềnh hay là thiếu cái sự tin cậy đối với hệ thống lái này. Bán kính vòng quay của chiếc xe này cũng chỉ có 4,8 mét thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì spander đâu đó khoảng tầm 5,2 mét. Tức là chiếc xe này thì nó cực kỳ phù hợp cho các bác xoay trở trong điều kiện đường phố. Giá mà cái nhà sản xuất họ lắp thêm quả màn hình với lại là camera lùi phía sau nữa thì chắc chắn là thuận tiện vô cùng. Chỉ tiếc là cái gương này, mặc dù cái trường gương khá là rộng đấy, nhưng mà bởi vì cái thùng nó bị chiếm ra ngoài một tí ấy, tôi mà muốn nhìn hết cả cái thùng tôi phải hơi nghiêng người một tí mới có thể nhìn hết thùng. Còn nếu mà cái gương này đẩy ra ngoài một tí thì nữa thì chắc chắn là cái trường quan sát phía sau nó sẽ thoải mái và rộng rãi hơn. Cái phần mặt trước này thì đối với những chiếc xe tải thì các bác đã quá quen thuộc rồi, rất là gần kính luôn, ngồi nhìn rất thoáng, rất rộng, ngồi cái thanh thang cái này là ngồi. Đường đèo dốc đồi núi mà tôi vẫn cứ lái ung dung như này, không có gì là vất vả cả. Số vòng quay vô lăng thì nó rơi vào tầm khoảng 3,5 vòng, tương đương với những chiếc xe bán tải kiểu như là Navara hoặc là Ranger. Thông thường thì đối với những xe phổ thông cỡ nhỏ các bạn lái hàng ngày thì cái số vòng quay vô lăng từ trái sang phải thì nó sẽ rơi vào khoảng 2,7 cho tới 3 vòng. Thì chiếc xe này là 3,5 vòng. Lái xe tải bây giờ thì nó cũng nhàn các bác nhỉ. Bởi vì xe tải bây giờ nó rất là tiện dụng. Như là hệ thống điều hòa trên chiếc xe này này, chúng tôi đi giữa trời nắng của miền Tây Bắc đâu đó khoảng tầm 38-39 độ.
Nhưng mà ngồi trong xe phải nói là mát lạnh luôn. Hết thung Khe thì rồi sẽ đến thung Nhuế này, đến dốc Tân Sơn, góc cua chữ S, đèo Vua Tát, rồi là đèo Mộc Châu. Trên cái cung đường đèo dốc như thế, cá nhân tôi thì cảm nhận rằng hệ thống động lực vừa đủ. Tức là nó cũng không phải là quá mạnh mẽ lắm, nhưng cũng không phải là quá yếu để cho các bác có thể chở hàng, có thể di chuyển trên những cái điều kiện đường đèo dốc lên tới 10, thậm chí là 12% như thế này. Một cái điểm rất là thú vị ở trên chiếc xe này, đó chính là tất cả những cái đối thủ của nó trong cùng cái phân khúc thì đều sử dụng máy xăng. Riêng cái dòng Tata Super A này thì lại sử dụng máy dầu. Cái khối động cơ khoảng 1.4 lít cho công suất thì khoảng tầm 70 mã lực. Cái sức kéo khoảng 140 Nm. Đi cùng với nó là hộp số sàn 5 số tiến và 1 số lùi. Cái hệ thống động lực như thế thì nó rất là vừa đủ, có thể tải được khoảng tầm 1,2 tấn là tối đa cho chiếc xe này. Trọng lượng nguyên bản của cái xe khoảng tầm 1,3 tấn nữa, tức là tổng khoảng tầm 2,5 tấn. Dĩ nhiên, việc mà leo đèo dốc này thì nó sẽ tùy thuộc vào kỹ năng lái xe của mỗi người. Bác nào mà kiểu vào ga ra côn để sử dụng số một cách hợp lý thì chắc chắn lên dốc rồi xuống dốc nó sẽ rất là an toàn, rất là ngọt. Bác nào mà có thể mới đi chẳng hạn, đôi khi chúng ta sử dụng số nó chưa hợp lý thì xe nó sẽ bị gằn lên một chút, nhưng mà chúng ta chỉ cần trả về số thấp một cái và ra côn hợp lý thì chiếc xe nó lại trồm lên thôi. Có một điều nữa, có thể là nó hơi thừa thãi với những cái bác lái xe tải, những cái bác lái xe khách, nhưng mà với những cái bác mà lái xe con ấy mà đi đường đèo dốc như thế này ấy thì các bác phải học các bác xe tải ở cái chỗ là như thế này. Đầu tiên là các bác phải sử dụng số. Ở xe con thì các bác đôi khi để luôn số D, lên dốc xuống dốc luôn, chả bây giờ quan tâm đến cái việc để sử dụng số tay. Tuy nhiên đối với các bác xe tải ấy, thì chắc chắn các bác sẽ phải đảo số một cách cực kỳ linh hoạt. Bởi vì nếu không đảo số thì chắc chắn sẽ không lên dốc được. Hoặc là khi một xuống dốc mà các bác để số lớn ấy, quán tính của cái xe nó lớn thì các bác sẽ phải phanh nhiều. Mà phanh nhiều thì nó rất là hại phanh. Nếu mà chúng ta tải nặng nữa thì cái việc nóng phanh nó sẽ gây nên cái sự nguy hiểm cực kỳ. Nếu các bạn có lái xe con đi đường đèo dốc như thế này thì các bạn cũng hãy linh hoạt chuyển số. Nếu mà lên dốc có thể để số D đi thoải mái một cách vô tư, không làm sao cả. Nhưng mà khi xuống dốc thì các bạn phải chuyển về số thấp. Lúc đó thì cái lực hãm của động cơ nó sẽ hãm cho các bạn xuống dốc. Các bạn sẽ dùng ít phanh đi nên là cái phanh nó sẽ luôn luôn mát chứ không phải là quá nóng, không gây nguy hiểm khi mà chúng ta xuống dốc dài. Thực sự là khi lái xe tải này thì tôi mới hiểu cái cảm giác lúc chúng ta lên dốc ấy, thì chiếc xe tải nó cứ từ từ nó bò lên thôi. Hoặc là lúc xuống dốc các bác cũng từ từ xuống thôi. Và các bác lái xe con đôi khi sẽ bực mình với cái việc đấy, là trời ơi tại sao cái xe tải kia nó xuống dốc nó cứ đi lừ bò, hoặc là lên dốc nó cứ bò. Bởi vì lúc đó những chiếc xe tải phải đi số rất thấp, các bác mà sử dụng số lớn ấy, thì cái sức kéo nó bị yếu đi, nên các bác sử dụng số bé thì cái tốc độ sẽ không cao. Bằng chứng là cái chiếc Tata Super A này, ví dụ như số 3 chẳng hạn, mà tôi đi tốc độ khoảng tầm hơn 50 một cái là chiếc máy nó sẽ gào lên ngay. Nên số 3 chẳng hạn thì các bạn sẽ đi ở dưới 50 km/h thôi. Khi mà trên 50 các bác sẽ chuyển sang số 4, hoặc là trên 60 thì các bạn chuyển sang số 5, thì lúc đó chiếc xe rất là mượt mà. Và hệ thống số ở trên chiếc Tata Super A này hoạt động rất là mượt. Điều đó chứng tỏ rằng hệ thống côn ga nó rất là ngọt ngào. Chúng ta không phải đạp quá nặng nề. Và cảm giác lái chiếc xe này nó gần giống như là trên những chiếc bán tải số sàn, hoặc là những chiếc xe SUV số sàn vậy. Với những chiếc xe như thế này thì cầu sau ấy, nó sẽ đẩy, cho nên là nó sẽ tải nặng hơn. Đó là lý do vì sao mà những chiếc xe bán tải sử dụng cầu cứng một cầu thì họ sẽ làm là cầu sau. Cái lúc đó cái lực đẩy tốt hơn để giúp cho các bác có thể leo đèo dốc mạnh mẽ và thoải mái hơn. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là khi mà đi điều kiện đường đèo dốc đồi núi như thế này, kinh nghiệm của chúng ta sẽ rất là quan trọng. Vào ga ra côn một cách hợp lý, sử dụng số một cách hợp lý sẽ giúp cho chiếc xe tối ưu được cái sức mạnh của động cơ để có thể chở hàng, để có thể đi một cách rất là an toàn. Và nó sẽ liên quan đến nhiên liệu của các bạn. Các bạn mà vào ga ra côn không hợp lý, các bạn rồ ga, các bạn ép số quá thì tiêu thụ nhiên liệu cũng sẽ bị lớn hơn. Và để thử sức chiếc Tata Super A thì từ Lóng Luông lên Mộc Châu, tôi đã rẽ vào cái cung đường đèo Vua Tát, hay còn gọi là đường quốc lộ 6 cũ đó mọi người. Ngày xưa thì khi mà chưa có 6 mới, tất cả những cái xe lên miền Tây Bắc đều phải qua cái cung đường Vua Tát này.
Đây là một cung đường rất bé và nhỏ, với một bên là vách núi và một bên là vực rất là sâu. Bây giờ thì rất ít người đi cung đường này, còn lại thì tất cả các xe thì đều là đi đường 6 mới hết rồi. Và mặt đường bây giờ thì đã xuống cấp trầm trọng và rất nhiều những cái ổ gà ở trên đường rất là xấu. Trên cái điều kiện đường như vậy thì chiếc Tata Super A một lần nữa cho tôi một cái cảm giác khá là tin cậy và khá là hài lòng. Là bạn nào mà lên Mộc Châu mà đã chán với con đường 6 mới ấy, thì các bạn thử đi con đường 6 cũ này xem. Đi qua những nông trường, những cái đồi của bà con canh tác rất là đẹp. Và ở đây thì rất là vắng, có những cái thửa ruộng bậc thang nhỏ nhỏ xinh xinh cũng khá là thú vị để cho mọi người có thể đổi gió khi mà chúng ta đã quá quen thuộc với con đường 6 mới rồi. Và bây giờ thì mời các bác ngó qua thiết kế tổng thể nội ngoại thất của chiếc Tata Super A. Thì đây là một chiếc xe bán chạy nhất của Tata tại Ấn Độ cũng như là trên toàn thế giới, và ngay cả tại Việt Nam cũng vậy. TMT lắp ráp và họ cũng bán những cái mẫu xe này ra rất nhiều những cái vùng nông thôn hay những cái thành thị của Việt Nam để phục vụ cái nhu cầu chuyên chở của những cái cửa hàng, những cái doanh nghiệp nhỏ. Và các bạn có thể thấy tổng thể thiết kế của chiếc xe này nó khá là đẹp, gọn gàng và không có nhiều các chi tiết rườm rà đâu ạ. Ví dụ như phần đầu xe này nhỏ xinh vừa đủ. Ở đằng trước thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái hốc hút gió ở đây này, với cái tấm kính lái rất là to màu đen, và gạt mưa được tích hợp luôn cả cái phần phun nước ở trên này luôn các bạn nhé. Toàn bộ là đèn halogen hết. Cái đèn này thì có ưu điểm là chi phí thay thế sẽ rất là rẻ. Đi sương mù thì cái đèn này nó cũng sẽ giúp cho các bạn quan sát khá là tốt. Lên phía trên thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần nóc ở phía trên vuốt lên, tăng cái khí động học của chiếc xe để gió nó không cạt vào trong cái thùng xe gây nên những tiếng ù, tiếng ồn. Về phía bên hông xe thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái gương to bản màu đen. Mà gương này thì chỉnh cơ hoàn toàn thôi, không có một tí nào là điện cả nhé. Về phía sau nữa thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái thùng. Cái phiên bản này chúng tôi sử dụng nó là thùng kín. Nó cũng đủ cho mọi người có thể chứa được khoảng tầm 1,2 tấn hàng. Về phần thùng xe khi mà mở ra đây mọi người, sẽ có hai cánh cửa đằng sau nhé, cùng với cánh cửa bên nữa. Và không gian thùng bên trong cũng rất là rộng, để mọi người có thể để được rất là nhiều đồ. Và cái việc lấy đồ thì có thể lấy từ cả phía sau cũng như là ở một bên luôn. Khối lượng mà chuyên chở của nó thì đâu đó khoảng gần 1,2 tấn. Và đây là cái phiên bản thùng kín này. Còn có những bản khác ví dụ là thùng lửng, tức là thùng một nửa như thế này và nó trần, hoặc là cái thùng mà có cái mũi bạt nữa, thì nó cũng rất là tiện dụng cho những cái mục đích khác nhau. Chỗ đổ dầu của chiếc xe thì nằm ở đây mọi người nhé. Lùi vào phía bên trong dưới cái thùng xe này. TMT nên cải tiến một tí ti thôi ở cái phần họng đổ dầu này. Hay nói cách khác là cái phần ống dầu này nó cần phải dốc hơn một tí nữa. Đặc biệt là cái phần họng bên ngoài này nó phải cao hơn ở cái phần phía trong này. Bởi vì khi mà cầm cái vòi bơm dầu bơm vào đây á, nếu mà để theo đúng chiều ấy, thì một số dầu nó sẽ nhỉ xuống đây. Nó chỉ có thể bơm được khi mà các bạn phải đút thật sâu cái họng dầu đó, cũng như là quay cái tay cầm dầu ấy lên và đổ một cách từ từ thì dầu nó không bị chảy ra đây. Nguyên nhân là do cái phần phía trong này nó lại cao hơn ở cái họng đổ này, thì các bạn sẽ phải đút cái bơm dầu đấy vào qua cái khắc này thì nó mới chảy vào trong cái bình dầu được. Đi vào phía trong nội thất ở đây, cửa mở này nhẹ nhàng, nhưng mà đóng thì phải mạnh mẽ các bạn ạ. Ví dụ các bạn đóng như này này là không bao giờ được đâu, các bạn phải mạnh tay một chút mới có thể đóng chặt được. Và các bác xem nội thất bên trong, nó là một chiếc xe tải mà, nên là không có gì quá phức tạp đâu. Đây, tapi cửa thì nhựa cứng hết này, chẳng có cái gì trên tapi này cả, mỗi cái nút chỉnh gương ở đây bằng cơ thôi. Đây, vào phía trong đây, ghế bằng nỉ này, có một vài cái chất liệu nỉ ở đây nữa thôi. Bản đồng hồ ở phía trước này là đồng hồ analog và hiển thị tất cả các thông tin cần thiết, ví dụ như là vòng tua máy, tốc độ, rồi là xăng và nhiệt độ nước làm mát. Các cái chi tiết mạ vân gỗ giả này cũng giúp cho chiếc xe trông có vẻ nhìn nó sang sang hơn một tí. Tất cả này nhựa hết nhá, nhựa cứng hết này. Vô lăng dạng 3 chấu này, làm bằng nhựa mềm. Trên vô lăng thì chả có cái gì cả các bạn, chỉ có mỗi cái nút còi thôi. Dĩ nhiên là đèn và gạt mưa thì cũng là cơ hết rồi. Chúng ta không thể mong một cái gì tự động được ở trên một chiếc xe tải như thế này. Vô lăng thì cũng gật gù 4 hướng nhá. Đấy, lên xuống này. Đó, sau ra vào này, đấy, nó sẽ chỉnh để phù hợp với cái vóc dáng của từng người được luôn. Cũng có cái tay cầm ở đây thì cho mọi người có thể lên xe dễ dàng hơn. Và cái tấm chắn nắng phía trước thì không có gương,
Đây mọi người, không gian vừa xinh cho hai người ngồi. Cái bệ yên ngựa ở giữa thì cũng có các hốc chứa đồ, hai cái chỗ để nước này. Ở đằng trước cũng có một cái hốc chứa đồ nữa. Đằng trong này có một hộp găng tay để các cái vật dụng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở đây có một cái đồng hồ hiển thị thời gian. Cái phần này là giả vân gỗ này. Đấy, nhìn cũng đẹp đẹp. Hệ thống giải trí thì có đầu DVD, CD, rồi là MP3, cổng USB, AUX. Phía dưới là hệ thống điều hòa cơ. Còn dưới nữa là cổng 12V này, với lại hai cái nút chỉnh kính lên xuống của hai bên luôn mọi người. Và nút đèn khẩn cấp ở đây. Cần số khá là cao, số vào ngọt ngào. Phanh tay ở đây. Phía trên có một cái gương chiếu đằng sau. Nhưng mà bởi vì cái này là xe thùng kín rồi nên là gần như các bạn sẽ không nhìn được bằng cái gương này đâu ạ. Còn cái ghế của hành khách cũng như là ghế người lái thì cũng đều có thể dịch lên dịch xuống hoặc là ngả phù hợp với cái vóc dáng của mỗi người cũng như là cái thói quen lái xe. Nội thất của một chiếc xe tải thì nó cơ bản khoảng không ở trên trần này cũng rất là thoải mái luôn. Với những ai khoảng 1m8 thì vẫn có thể ngồi chiếc xe này cực kỳ là thoải mái chứ không hề có bị chật gì đâu ạ. Em lại đi vào vườn mận để tìm mua tận gốc các bác ạ. Đi buôn thì phải vào tận vườn và mua tận gốc, sau về Hà Nội bán cho có lãi chứ. Ví dụ bây giờ tụi em đang vào Bá Phách này, đó là một trong những cái bản khá là sâu của Mộc Châu. Đường vào Bá Phách thì phải nói là úi giời, toàn ổ voi ổ gà thôi, sóc nảy tưng tưng tưng. Cái đường sóc như thế thì mới thấy rằng là hệ thống khung gầm và giảm sóc của chiếc Tata Super A này nó cũng khá là tốt. Hôm qua khi mà em di chuyển trong điều kiện đường phố qua các cây G giảm tốc các thứ thì cũng không bị sóc nảy lắm. Tức là nó vẫn cho mình một cảm giác êm ái, mượt mà. Trên đường cao tốc cũng vậy. Và đặc biệt là trên đường đèo dốc đồi núi thì nó cũng rất là chắc chắn ổn định. Chứ nó không bị mềm quá hay nó không bị bồng bềnh đâu. Với hệ thống giảm sóc trước độc lập với các cây thanh rằng cũng như là giảm chấn thủy lực, giảm sóc sau kiểu phụ thuộc với các cái lá nhíp. Thông thường thì nhíp nó sẽ cứng đấy, nhưng mà với chiếc xe này thì đúng là nó không phải là quá cứng, nó không phải là quá mềm. Trong cái đoạn mà sóc như thế này thì nó cũng êm ái, nó cũng mượt mà, lái xe nó cũng không phải là vất vả lắm. Nói chung là hệ thống khung gầm của chiếc xe này thì đã được cải tiến để nó phù hợp với điều kiện vận tải, cũng việc sửa chữa, bảo dưỡng hay là tạo nên cái độ bền rất là tốt cho một cái chiếc xe tải có thể hoạt động liên tục được. Tự chung lại thì cái phần khung gầm giảm sóc với chiếc xe này thì không có gì phải phàn nàn lắm. Bởi cái hệ thống giảm sóc nó khiến cho chiếc xe nó rất là chắc chắn, mình mới tự tin được thế. Còn nếu không mà xe tải các bác mà ôm cua là nó nguy hiểm lắm. Xe con thì các bác có thể ôm cua thoải mái bởi vì là nó trọng tâm nó thấp, cộng thêm là nó có nhiều cái tính năng hỗ trợ. Nhưng với những chiếc xe tải này thì làm gì có cái gì, nó chỉ tùy thuộc vào khung gầm thôi. Mà chiếc xe này thì mang lại cho em một cảm giác tin cậy ở cái hệ thống khung gầm. Và cái đích đến cuối cùng trong cái hành trình của chúng tôi với chiếc Tata Super A là những vườn mận Mộc Châu. Ở Mộc Châu thì có rất nhiều những vườn mận khác nhau để các bạn có thể đến đây tham quan cũng như là hái quả. Ví dụ là vườn mận Nạc Ca này, Mu Náu này, Phiêng Cành này, Thung Cuông, Ba Phách. Rất là nhiều những vườn mận đó, các bạn vào vườn mận nào cũng được. Và những quả mận thì chín đẹp nhất vào tầm khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 như thế này. Ở đây thì chúng ta có thể hái quả hoặc là có thể mua về cũng được. Từ 10.000, 15.000, 20.000 cho tới 50.000 một cân cũng có. Mà giả sử như chuyến này chúng tôi buôn một chuyến mận thì tôi nghĩ là cũng sẽ có lãi. Bởi vì với một chiếc Tata Super A này có cái tải trọng đâu đó khoảng tầm hơn 1 tấn mốt. Mà chúng tôi mua giả sử như 10.000 chẳng hạn, mà về Hà Nội bán được khoảng 20.000 một cân thì chắc chắn là cũng lãi được một ít tiền rồi. Trừ đi xăng xe rồi là chi phí cầu đường, bến bãi, rồi là ăn uống nữa thì cũng có tiền để chúng ta có thể mang về. Nói câu chuyện vui như thế để chia sẻ với các bác rằng là đối với những chiếc xe tải như thế này thì kinh tế là cái mà chúng ta cần phải đặt lên hàng đầu khi chúng ta quyết định mua một mẫu xe nào đó. Khi mà chúng tôi di chuyển từ Hà Nội lên đây rồi đi loanh quanh vào những cái đường off-road, những cái đường xấu, những con đường đèo dốc thì cái mức tiêu hao nhiên liệu mà chúng tôi tính ra chưa tới 6 lít cho 100 km đâu. Mà các bác biết rằng là giá dầu thì nó rẻ hơn giá xăng rồi. Dầu đâu đó bây giờ khoảng tầm hơn 17.000 và xăng thì khoảng tầm 21-22.000. Một lít là chúng ta đã chênh tới 5.000 rồi. Chưa kể là dầu thì chắc chắn là sẽ tiết kiệm hơn là xăng. Nên là chúng ta sẽ có được một cái khoản tiết kiệm và chúng ta có một khoản kinh tế ở đó sẽ tốt hơn so với những chiếc xe xăng, đúng không ạ? Chính vì thế mà những xe tải lớn hầu hết là nó sẽ trang bị là máy dầu. Còn những chiếc xe tải cỡ nhỏ, ít hãng họ làm máy dầu. Nhưng mà Tata thì họ lại làm máy dầu nên là mang lại cho chúng ta một sự lựa chọn kinh tế hơn. Chiếc xe này như tôi đã chia sẻ với mọi người
là nó mang cho tôi một cái cảm giác lái không khác nhiều so với những chiếc xe bán tải có giá khoảng 600-700 triệu đồng. Tất nhiên là lái xe tải thì các bạn sẽ không đòi hỏi một cái khoang cabin yên tĩnh, nó phải cách âm tốt này nọ được các bạn. Cái tiếng máy dầu nó sẽ dội vào khoang cabin khá là lớn, đặc biệt là lúc các bạn lên dốc, đặc biệt là lúc các bạn phải đi qua những đoạn đường xấu. Tuy nhiên khi các bạn đạt được cái tốc độ ổn định rồi, phù hợp với cái cấp số các bạn đã chọn, thì cái tiếng máy dầu lúc đấy nó chỉ nghe rất là nhỏ thôi. Còn không thì các bạn có thể bật nhạc lên bằng cái hệ thống giải trí trên chiếc xe này cũng được. Xe tải chúng ta sẽ sử dụng nó một cách rất liên tục, hay nói cách khác là chúng ta phải bào nó. Chiếc Tata Super A này ngoài cái việc mà tải trọng tốt này, hệ thống giảm xóc tốt, hệ thống đại lý của TMT trên cả nước nó cũng rộng lớn, đâu đó khoảng tầm 50 đại lý. Tức là các bác có thể sửa chữa chiếc xe này ở bất cứ chỗ nào cũng được. Và với chúng ta là những người tiêu dùng bỏ ra một cái số tiền gần 300 triệu đồng để mua chiếc xe này, thì đó là những cái mà chúng ta cần phải được hưởng trong quá trình sử dụng xe. Tiêu chung lại thì cái hành trình của chúng tôi đi hái mận ở Mộc Châu giữa cái mùa tháng 5, tháng 6 với chiếc Tata Super A nó mang lại cho tôi khá là nhiều cảm xúc. Và tôi cũng thấu hiểu được phần nào những cái mệt nhọc, những cái khó khăn hay là những cảm xúc của những bác lái xe tải khi mà chiếc xe của mình phải leo đèo lên dốc, nó không thể đi nhanh được, nó cứ từ từ nó lên thôi. Bởi vì chúng ta phải sử dụng số hợp lý, chúng ta phải sử dụng côn hợp lý, chúng ta phải sử dụng tốc độ hợp lý để phù hợp với cái số đấy, thì nó mới tối ưu được sức mạnh của chiếc xe, tối ưu được nhiên liệu tiêu hao, đúng không ạ? Bởi vì lái xe tải chúng ta phải tối ưu được tất cả những cái đó thì nó mới mang lại nguồn lợi kinh tế. Và chiếc Tata Super A này thì tôi nghĩ là nó sẽ mang lại nguồn kinh tế rất tốt cho các bác. Không tin thì các bác cứ thử tham khảo những người đã lái chiếc xe này. Chiếc xe này thì nó sử dụng rất nhiều mục đích khác nhau, như tôi đã chia sẻ ở cái phần đánh giá nội ngoại thất, là cái thùng của nó có thể là thùng kín này, thùng lửng này, thùng mui bạt này. Nên các bác buôn bán mặt hàng gì, các bác kinh doanh mặt hàng gì thì đều có thể lựa chọn cái thùng phù hợp với chiếc xe của mình. Còn bây giờ thì đây, tôi có thể hái mận ngay ở trên cây và ăn luôn tại chỗ. Đấy, rất là ngon, rất là ngọt các bạn. Các bạn đến Mộc Châu muốn tìm hiểu vườn mận nào mà chưa rõ ràng thì các bác có thể để lại ý kiến, để lại câu hỏi ở phần bình luận của Vietnam Road Trip. Chúng tôi sẽ hướng dẫn, sẽ trả lời kỹ càng. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi thì tôi sẽ chỉ rõ cho các bạn từng cái đường đi, nước bước, ăn ngủ nghỉ ra sao, chơi bời như nào ở Mộc Châu này. Và bây giờ thì chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe bình an, và chúc các bác lái xe tải vạn dặm bình an, mang lại nhiều nguồn lợi kinh tế nhất cho chính bản thân mình, gia đình và xã hội. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.